Đây là ba lợi lạc vàng dành cho những đại gia trưng bày tác phẩm vinh quy bái tổ khổng lồ tại Việt Nam này. Và lợi lạc đầu tiên đó là biến không gian của nhà mình trở thành một cái không gian văn hóa. Bởi vì trên bức tranh vinh quy bái tổ này thể hiện cả một cái chiều dài lịch sử của Việt Nam. Và bên cạnh lịch sử thì còn có văn hóa liên quan đến lễ, văn hóa liên quan đến trang phục, văn hóa liên quan đến những cái bản sắc tín ngưỡng. Và trong một cái thời kỳ bối cảnh ở trong cái xã hội phong kiến. Và cái thứ hai là chính tác phẩm này sẽ trở thành một cái bài học, sẽ trở thành một cái tiêu đề mà những gia đình đại gia đã có rất nhiều vật chất, con em của họ đã hưởng được rất nhiều những cái tiện nghi trong cuộc sống. Nhưng đôi khi có cái tác phẩm này sẽ là một cái lời mở để dạy dỗ, để hướng dẫn và là để một cái bức tranh mà các em noi theo về cái sự học, về cái sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống để thành đạt và từ đó đem cái công sức của mình cống hiến cho xã hội. Và cái thứ ba, bức tranh này đem lại cho các bạn đó là sẽ trở thành một cái vật phẩm, một cái mà nôm na người ta gọi đó là miếng trầu là đầu câu chuyện. Khi mà nhà có khách thì bức tranh này cũng sẽ là một cái lời mở để các bạn sẽ giới thiệu với quý đối tác, những cái bạn bè, những cái khách phương xa đó là những bức tranh này nói về văn hóa của Việt Nam, nói về những cái nét truyền thống, những cái đạo lý. Trên bức tranh còn có cả ngũ đức của một con người như thế nào. Thì ba cái lợi lạc đó giúp cho một vị đại gia hoàn thiện hơn cả về không gian sống, cả về tri thức và cả về một cái nét văn hóa của Việt Nam.